Nó dưới tinh thần việc được cú hat trick, anh nhỏ thành cú anh tư sẽ sành cú cổ khi mà Pep và City đang xây dựng. Điều đó sẽ đi vào lịch sử chưa từng có của đội bóng nào vô địch Premier League 4 mùa liên tiếp, và chúng tôi muốn là người đầu tiên đạt được điều đó, Jorginho khẳng định. Chúng tôi cần giữ lại chiếc cúp vô địch và sẽ chiến đấu hết mình từ giờ cho đến cuối mùa để làm điều đó. Mùa này chúng tôi đã có 2 danh hiệu và muốn nâng cao thêm 2 chiếc cúp nữa. Nếu kết thúc mùa giải với 4 danh hiệu, đó sẽ là một thành tích đặc biệt khác. Chúng tôi biết đây là một thách thức và cần phải tiếp tục nỗ lực, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Mỗi mùa giải lại khó khăn hơn, và bây giờ 3 đội bóng đang cùng chiến đấu cho cùng một mục tiêu vào cuối mùa giải. Tất cả các đội đều hướng đến ngôi vô địch, vì vậy chúng tôi phải sử dụng kinh nghiệm của mình để giành chiến thắng một lần nữa. Tất nhiên, chúng tôi tự hào về cú ăn 3 mùa giải trước, một chức vô địch Premier League trong 5 năm, siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup mùa này. Nhưng chúng tôi muốn nhiều hơn thế. Cảm giác nâng cao chiếc cúp cùng người hâm mộ là điều gì đó đặc biệt, và bạn luôn muốn lặp lại nó. Chúng tôi đang xây dựng một di sản và luôn khao khát chiến thắng. Bộ phim tài liệu của Netflix ghi lại hành trình giành cú ăn 3 của City mùa trước có tựa đề là Together, cùng nhau. Jorginho cho rằng đó là một trong những điểm mạnh lớn nhất của City khi họ hướng đến việc kết thúc mùa giải một cách ấn tượng. Có lý do để một bộ phim tài liệu được đặt tên là Together, đó chính là bản chất của chúng tôi, Jorginho khẳng định. Tất cả các đồng đội, huấn luyện viên, nhân viên hậu trường, chúng tôi đều cùng nhau chiến đấu vì những mục tiêu chung của đội bóng. Các đồng đội của tôi thật tuyệt vời, và những gì chúng tôi tiếp tục làm được mỗi mùa giải khiến tôi thực sự tự hào. Tất cả chúng tôi đều có tinh thần chiến đấu vì tất cả mọi thứ, giành chiến thắng trong mọi trận đấu, và điều đó sẽ không bao giờ dừng lại. Chúng tôi luôn ở đó vì nhau. Đây là một tập thể đặc biệt.